Rồi quý vị ơi, tiếp theo bên size 1617, một cây gừa 250k bao ship toàn quốc. Đây, cây gừa này cũng là siêu già luôn. Cây này nó cao khoảng 2 tấc rưỡi, 2 tấc 6, 2 tấc rưỡi. Cái đế nó đây nè. Đó. Lắc léo vậy đó nha. Rồi, thấy không? Rõ ràng chưa? Đó. Quay mặt sau cho quý vị xem luôn nha. Rồi, đây là mặt sau của nó đây. Mặt sau cái đế nó còn đẹp hơn mặt trước nữa nha quý vị. Rồi, 250k bao ship toàn quốc nha. Anh nào có mua thì chuyển khoản mấy dao cây nha. Quen thì ship code luôn nha, lạ chưa mua lần nào là phải chuyển khoản nha. Rồi, cái nào nói trước à. Rồi. Rồi, mặt này là mặt sau nha, nãy là mặt trước này mặt sau. Rồi xuống luôn bi ơi.